Nhà đất TV xin kính chào quý chị, cô chú, khách hàng. Hôm nay em gửi đến quý chị, cô chú, khách hàng một căn nhà ở mặt tiền đường Nguyễn Chí Phương quý vị. Tại vị trí em đang ngồi ở đây á, là thuộc phường 9, quận 10. Còn đường phía sau lưng em muốn giới thiệu quý chị, cô chú á, đây là đường Nguyễn Chí Phương. Và căn nhà em muốn giới thiệu quý chị, cô chú nằm tại mặt tiền đường này luôn nha quý vị. Thì em đang ngồi ở ngoài quán nước, dĩa hè quý vị, cô chú. Và em xin chia sẻ trước tiên là căn nhà này á, đang cho thuê kinh doanh buôn bán. Và gia chủ đang muốn kêu bán nhưng mà sợ ảnh hưởng về kinh doanh của cái người đang thuê, cho nên là buộc em phải ngồi phía ngoài để em quay phía ngoài cho quý chị cô chú xem cái vị trí và em giới thiệu sơ về cái căn nhà, rồi em quay phía ngoài cho quý chị cô chú xem căn nhà, rồi em sẽ chia sẻ giá và giấy tờ pháp lý của sổ nhà đó. Thì quý chị nếu mà xem căn nhà này mà có ưng á thì thông cảm với em liên hệ, rồi sau đó em mới dắt cho quý chị cô chú vào xem trong căn nhà nha. Còn bây giờ mình sẽ xem vị trí phía ngoài trước nha quý chị cô chú. Thì tại vị trí này quý chị cô chú là ngã tư đường 3 tháng 2 với lại đường Nguyễn Chí Phương. Đây nhà của mình thì kế đèn xanh đèn đỏ quý vị. Cái vị trí rất là đẹp luôn, vị trí mặt tiền kinh doanh, mình có thể kinh doanh buôn bán, mình mà bán quán ăn là rất ok luôn quý vị. Và căn nhà muốn chia sẻ đến quý chị cô chú á, hiện tại là đang kinh doanh buôn bán mà mặt hàng ăn quý vị đó. Bây giờ em quay thử cái mặt tiền ngoài cho quý chị cô chú xem nha. Đây là căn nhà mà em muốn chia sẻ quý vị. Đó, căn nhà quý vị thấy không? Đó là căn nhà bán bánh bèo nè quý vị. Cũng như quý chị cô chú vừa thấy á, đó là cái mặt tiền ngoài phía ngoài của căn nhà quý vị. Thì nhà của mình có cái mặt tiền ở ngoài là đường Nguyễn Chí Phương, và phía sau của mình sẽ có một cái mặt tiền hẻm quý vị. Đây là cái hẻm phía sau của nó, tại vì nhà của mình là nhà kế góc thì đi ra cái hẻm này vào phía sau nó sẽ có một cái con hẻm nhỏ, đó là cái lối thoát hiểm của nhà này. Thì hẻm đó là có thể đi được xe máy, hai chiếc xe máy qua lại luôn. Nhà mình có lối thoát hiểm phía sau đó quý chị cô chú. Bây giờ mời mọi người xem thử cái vị trí của mình nha, vị trí xung quanh nhà. Đây là cái khu đông đúc đẹp nhất của đường Nguyễn Chí Phương quý vị. Xe cộ qua lại rất là nhiều luôn. Và cái vị trí của mình là kế đèn xanh đèn đỏ, cho nên là khi mà mình mở cái nhà hàng hay quán ăn gì đó cũng được một cái lợi thế là được nhiều người biết đến, chú ý quý vị. Vị trí kinh doanh khá là đẹp luôn. Bây giờ em chia sẻ cho quý chị cô chú biết rõ hơn cái nhà nãy giờ em vừa quay quý vị. Thì nhà của mình có chiều ngang là 3m2 và chiều dài là 15m quý vị. Cái diện tích rất là vuông vức luôn, rất là đẹp. Tòa nhà của mình là sổ hồng hoàn công đầy đủ, nhà có xây dựng là 1 trệt 2 lầu. Thì ở bên trong kết cấu nhà nói chung là nhà đã cũ rồi, nhà mình cũng sử dụng nhiều năm rồi quý vị. Và đang cho thuê, hiện tại cái giá đang thuê căn nhà này là 45 triệu. Giá 45 triệu là giá cố định nha quý vị, hiện tại là sắp hết hợp đồng cho thuê rồi. Thì gia chủ đang muốn kêu bán với giá là 24 tỷ 400 triệu đồng thương lượng nha quý vị. Một lát nữa em sẽ up cái sổ lên cho quý vị cô chú xem thử cái sổ và vị trí nhà luôn. Cái sổ rất là đẹp quý vị ơi. Nhà vuông vức, sổ hồng hoàn công đầy đủ, chính chủ đứng tên trước giờ. Thì có thể mua bán sang tên ngay cho quý vị cô chú nào mà cần. Nói chung cái nhà này đang cho thuê và hợp đồng thuê gần hết rồi. Và cái việc người ta đang kinh doanh á, chủ nhà không muốn ảnh hưởng. Cho nên hiện tại em chỉ ngồi ở ngoài đây để quay cho quý vị cô chú xem cái vị trí thôi nha. Thì em xin được phép nhắc lại nha quý vị cô chú, nhà của mình á là có diện tích chiều ngang là 3m2 và chiều dài là 15m, có hẻm phía sau. Nhà được thiết kế là 1 trệt 2 lầu, thì sổ hồng hoàn công đầy đủ nha quý vị cô chú. Đó. Quý vị cô chú nào mà có nhu cầu muốn xem căn nhà này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0909049383. Gặp em là Phú sẽ hỗ trợ cho quý vị cô chú đi xem căn nhà này nha. Rồi bây giờ á thì clip của em xin được phép tạm ngưng tại đây nha quý vị cô chú. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.